rất là vui bởi vì đã 3 năm rồi gặp lại được anh em, và năm nay là chuyến thiện nguyện lần 6 của chương trình, và hy vọng là sẽ gặp được anh em và đặc biệt là chương trình thú vị cho anh em xem tại nhà nhé. Cảm ơn anh em nhiều.
một lần nữa xin được cảm ơn anh. Rồi, xin được cảm ơn nhà tài trợ, xin được cảm ơn anh Trung, anh Duy cùng với anh Đăng. Chỉ thì đúng, vỗ tay lên nào các bạn ơi. Cười năm 2022 của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Và một lần nữa xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Yeah. Xin thay mặt những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn tất cả những anh em ekip, đặc biệt là các mạnh thường quân. Tất cả anh em cùng lên sân khấu luôn anh em ơi. Tất cả các anh em tình nguyện. Bây giờ là lúc chúng ta mình quậy hết mình trong đêm ngày hôm nay nè. Anh em ekip ơi, lên sân khấu anh em ơi. Anh em ơi. Lên. Trao nụ cười là trao nụ cười nè. Và bây giờ chúng ta cùng quậy với điệu nhạc sôi động đến từ đường chơi đó.